Bạn có nhớ lần đầu tiên lên cao thủ hay là chiến thương không? Cảm xúc ra sao? Hiện nay nha, có nhiều anh em game thủ, người thì bận không có thời gian chơi hoặc là tự ti, nghĩ rằng mình có đủ trình tự kè lên hay đơn giản là muốn khoe bạn bè hoặc là crush đã liên hệ nhờ cày thuê. Nhưng sau đó thì sao? Ngoài một cái mác, hậu quả là anh em đánh rank cao không được nè, hụt hứng phí tiền. Ấy vậy mà còn bị nhận rất là nhiều toxic từ đồng đội. Trảm game luôn muốn anh em tự trải nghiệm cảm giác đó. Khi đạt được mức rank anh em mong muốn, nó sướng lắm luôn. Vậy nên, hãy tìm cho bản thân 5 vị tướng thủ ở 5 vị trí Trảm game xin được chia sẻ trước nhá. Bắt đầu thôi. À quên, đang chờ đọc các vị tướng thủ của anh em dưới comment đấy. Thứ nhất, Đường Caesar, phần lo với cá nhân Trảm game nha. Khi đi top đấy ạ, và lựa kèo đánh top ở những mức rank cao thủ hay là chiến tướng thì khá thích dạng đấu sĩ hoặc là sát thủ có sự độc lập và có sức mạnh trải đều từ đầu tới cuối game. Những cái tên như là Flo, Zena sẽ luôn được ưu tiên. Ở giải, Flo thì không phải bị tướng đi mọi kèo, hay nói đúng hơn ấy, Flo ở giải đấu nha, ở những trận đấu của đội top đầu thì rất là dễ bị cắm trại và ganh, đặc biệt là những trận đấu pick Flo khi đối đầu là SGP hay là OneStar đấy ạ, mà không có phương án bảo kê ở đầu game hợp lý thì chắc chắn là một cánh phế. Anh em cứ nhìn các SGP đó, hôm chủ nhật nha, chăm sóc Flo của em bớt là đủ hiểu. Tuy nhiên ở rank nó không thực sự khổ như vậy đâu. Mặc dù đồng ý là ở rank thì khá là khó nói vì nó khá phụ thuộc chất tướng của hai bên. Tạm gác vấn đề ở giải đấu, nếu được phép 1-1 sòng phẳng với top kẻ địch thì Flo sẽ không ngại mấy kèo va thẳng mặt đâu. Tất nhiên mấy con có lợi thế cấu rỉa như là Ryoma, Murat cũng có thể làm khó cho Flo. Tuy nhiên chỉ cần để Flo bắt được nhịp chiêu và ném hoa chuẩn đấy ạ, thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn nhá. Flo không phải là dạng mạnh ở cái khoản đẩy trụ hay là di chuyển nhanh liên tục như các chất tướng đấu sĩ khác và khá là tù trong cái thế để lẻ và bọc sâu. Tuy nhiên Flo lại là dạng cực kỳ mạnh ở trong giao tranh tổng, dù là giao tranh 5 năm hay là giao tranh nhỏ lẻ. Vì thực sự nha, Flo là kiểu tốc độ búa và độ chuẩn xác đấy ạ, khi anh em ném hoa sẽ quyết định cái độ trâu và sát thương mà Flo thể gây ra. Có nhiều quả Flo nó ảo lắm anh em ạ, kể cả khi anh em chưa thu hung kiếm hoặc là thương kiếm chưa hồi đấy ạ, nó vẫn có thể là một châm máu muốn nát bên kia cơ. Một chút lưu nhỏ để anh em xử lý khi thọt nhá. Đầu game nên đồng farm đều đội ganh, tìm cơ hội ao nhê kẻ địch bằng cách là khắc chữ chuẩn và ném hoa chuẩn nhá. Tầm giữa game nên đi farm nhiều vào anh em, nếu chẳng may thọt rồi ấy, dù có dùng chiêu chuẩn ra sao mà anh em tầm giữa game mà bị thọt nhá, kẻ địch sốc đam như chơi à. Cuối game nữa cả team thọt ư, đi chung đồng đội để được hỗ trợ và dễ thở hơn. Nhớ lên trang bị phù hợp với từng trận đấu các bạn nhé. Thứ hai, Lidiana. Có thể với nhiều anh em thích chơi những vị tướng pháp sư đeo kiểu đánh cho team như là Illumia, Aether và chấp nhận rủi ro khi giao sát thương chính vào tay đồng đội. Nhưng với anh em không thực sự tin tưởng đồng đội vì đã quá nhiều lần ôm hận khi chọn mid, đặc biệt là khi kẻ địch chưa lộ mid nhá, thì Lidiana là lựa chọn an toàn, uy tín nhất. Gần như với bất kỳ kèo mid nào, nếu không bị ao trình hay là bị lấy số lượng đè chất lượng đấy ạ, thì Lily thoải mái mà chơi. Vì bộ kỹ năng cho phép mà, nó vừa là kiểu đi kèo an toàn có nha, khi ở xa cấu rỉa lính và người, vá thể hóa cáo để chạy khi gặp nguy hiểm. Đột biến là có, viễn phá combo để cao, lấy nội tại được là mệt đấy cô nàng ấy. Đầu ra sát thương vô cùng ổn định luôn, vì ngay cả khi lên đồ theo kiểu đồng đội với section như là SGP Fit hôm đánh với OneStar đó anh em, lượng sát thương của Fit với Lily vẫn là lớn nhất bản đồ. Nếu anh em để ý, Lidiana ở giải bây giờ nha khá là chuộng lối mặt nạ Berit, đặc biệt là ở bên giải Thái, hầu như các tuyển thủ khá là ưa thích kiểu lên mặt nạ. Dù vậy khi đi rank đấy ạ, Trảm game vẫn ưa thích cái lối trang bị chưa bùng nổ hơn. Và cái trận nào mà xanh sớm đấy ạ, combo đồ cào là không thể thiếu được. Vậy Lily thọt xử lý ra sao? Đầu game nhá, nên đứng thấp farm thôi anh em ạ, hạn chế đổi dạng ẩu rất là dễ bắt. Tìm đồng đội mà đi chung hoặc là đi ganh nhá, đi khu vực phía trong để thể di chuyển an toàn. Tầm giữa game vẫn tiếp tục farm thôi các bạn ơi, phải đợi có vàng mới thể đánh bật lại cái địch được, nên tìm cơ hội để thể vét mạng cho xanh khi đang thọt đấy ạ, tuyệt đối không đi lẻ. Tầm cuối game sao, nếu cả team đang bị mất thế trận đấy ạ, hãy đi chung với team và núp ở tuyến sau chờ cơ hội rồi lao lên. Thứ ba, Nagroth. Đi rừng bây giờ nha, nó có hai kiểu, một là dạng kiểm soát đánh mục tiêu lớn, đây là phong cách phổ biến ở giải đấu, và hai là kiểu ăn thịt săn mạng, phong cách này thấy nhiều hơn ở trong rank. Trảm game sẽ luôn ưu tiên những con rừng đầu game nha, nó đánh lực một chút để có thể tạo ra nhiều áp lực ở trên các đường, chứ nếu mà dạng lết quá đấy ạ, lỡ bị ép là coi như là cúc liền. Nagroth là một lựa chọn không tồi. Vì sao Trảm game lại lựa chọn Nagroth thay vì Aoi hay là Kera ư? Đơn giản đó là Nagroth thôi anh em. Nagroth là một dạng dao hai lưới các bạn nhé. Khi xanh đấy ạ, hay đúng hơn khi đánh trong thế công, làm con quái vật trong việc farm và ao tiền, từ đó để tạo ra cái cú chém đầy uy lực và sát thương. Mấy con máu mỏng nha, đúng một lướt, một hất, một chém thôi, có khi bay màu luôn chứ không chỉ là yếu máu. Nhưng ở thế thủ toàn diện đấy ạ, kiểu là không dám để lẻ hay 1-1 thì nó rất phế. Nhưng nếu là kiểu team mất thế nhưng Nagroth lại có tiền, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Và Nagroth sẽ làm con để tự quyết định thế đánh của bản thân.
Nó có thể là một pha đột biến hay là một pha cướp mục tiêu kết hợp với khả năng di chuyển không sai hợp lý. Địch chỉ cần hơi lơ là thôi, Naldot hoàn toàn thì ủn bay vào cánh của kẻ địch ngay. Đồng ý, late game Naldot khó chơi hơn hẳn, nhưng khi đó chúng ta hãy chơi bằng cách là di chuyển chứ không phải là bằng cái lượng tiền. Nếu anh em coi giải đấu đó hay là xem những Naldot trên top thì xu hướng của Naldot không dày từ đầu game đang rất là phổ biến. Bắc bắc, thần rừng của Talon hay là Zanzan, thần đồng 2k8 đầy nain ra mid đều rất là ưa thích phong cách này, và bản thân trạm game cũng khá là khoái Naldot không dày đó. Bởi thay vì bỏ ra 700 tiền cho giày đấy ạ, chúng ta đóng ngay một cái món sát thương cấp 2, nó lợi thế hơn hẳn. Tuy nhiên với lại bâng đấy ạ, không hẳn đâu, vì bâng vẫn khá thích là năng lốt lên giày dù là khi đánh giải hay là ở các buổi livestream của mình, và sẽ chỉ bán khi bị late game mà thôi. Và đôi khi sát thương với năng lốt của bâng nó là một con số ám ảnh 5.000 chẳng hạn. Năng lốt xanh đấy ạ thì dễ, thò thì anh em cần phải làm sao đây? Đầu game farm ké đường khác để có vàng lại nè, check cẩn thận để tìm cơ hội cướp rừng kẻ địch, nên tập trung ăn các mục tiêu nhiều vào. Tầm giữa game tìm cơ hội vét mạng, tập trung farm rừng vác đường để kiếm vàng. Còn cuối game mà thọt ư, đầy lé chia team địch ra tìm cơ hội ăn trụ, đơn giản chưa? Thứ tư, Violet. Xạ thủ ở các meta gần đây nhá đóng vai trò quá lớn trong một trận đấu, không phải tự nhiên mà có chiếc e-bot đâu. Và ở slot xạ thủ có những xạ thủ cơ bản, hay đúng hơn là trừ Elsu, cứ con xạ thủ nào có thể farm được nhiều tiền con đó sẽ có lợi thế và tiền đề để gánh team. Vì nếu mà yếu tiền nha, dù trợ thủ bảo kê hay được bắn free đấy ạ, cũng đào đôi dàn sát thương, đừng nói là bắn hạ đấu sĩ và tanker kẻ địch nha, mà khi em bị chủ lực kẻ địch hạ ngay khi anh em va nhau 1-1. Nói tới đây cho anh em cũng biết cái tên trảm game đặt niềm tin khi đào đang là gì rồi đúng không? Vio chứ còn gì nữa. Luyện kim đi đường dường như là sinh ra dành cho cô nàng. Đã vậy, Vio lại là một dạng xạ thủ dễ đại đường và di chuyển free. Vì tầm kỹ năng tối ưu nên anh em cứ đánh kiểu là lột, bắn cái xong về, lão tu lời máu, hên hên nổ chín mạng thì lại càng bú. Chưa kể tốc độ farm rất nhanh, ba yếu tố đó cộng vào nhá, giúp Vio trở thành cô máy farm tiền hàng đầu. Nếu anh em coi giải, chắc vẫn còn nhớ con Vio của Antas ao gấp đôi tiền so với Van Hên của FPT Sai, dù cho game đó chưa có sự hỗ trợ của Timmy. Nói ra thì bảo hơi ích kỷ, nhưng chắc nhiều anh em cũng giống trảm game thôi. Đánh xạ thủ là chỗ nào có lính, chỗ nào quái rừng đấy ạ là bú hết. Ở giai đoạn đầu game đấy ạ thì còn đợi rừng, đợi mid và trợ thủ để farm chung, nhưng tầm giữa game về sau ấy, cứ có là bú luôn. Tất nhiên, nếu mà đang thọt đấy ạ thì chúng ta vẫn nên chờ đội để farm chung. Đặc biệt bên đối thủ mà có những vị tướng hồi máu gắt mà mid của nhà mình chưa lên sách đấy ạ, anh em mà farm không đợi nó đấy ạ thì đừng mong nó lên sách nhá. Tạm gác vấn đề đó, Vio để nói đang là xạ thủ cần nhiều tiền nhất hiện tại nếu anh em muốn có một build đồ bán hết, vì hai món trang bị diệt thần cung và nang phê ly nó quá là đắt đi, thành ra muốn full đồ đấy ạ đâu đó phải tầm 13.000 tiền. Nên nếu anh em không trong thế công nên cân nhắc việc là lên combo này hay không. Bắn thì đau thật đấy nhưng mà tốn lắm anh em ạ. Vio có sức mạnh trải đều từ đầu tới cuối game, nên lỡ chẳng may anh em không ép được hay là rơi vào thế thua đấy ạ thì cũng đừng nản nhá, vì càng lết Vio bắn càng đáng sợ mà. Thứ duy nhất có thể cản được Vio ở dạng cuối game chỉ là những cái pha lộn ngáo của cô nàng mà thôi. Cầm Vio chẳng may bị thọt nhá ở đầu game, ôm trụ đợi ganh nên cấu rỉa kẻ địch nhờ chiêu một để hack vàng khi anh em sử dụng phù hiệu luyện kim. Còn tầm giữa game hãy cố gắng farm ké rừng hoặc là các đường còn lại để xanh. Cuối game nhá, đi chung với trợ thủ để được bảo kê, nên núp ở tuyến sau chờ cơ hội để bắn, không lộ lên ẩu nhá, cực kỳ dễ bốc hơi. Thứ năm, Ibanez. Với nhiều anh em reo cao thủ hay là tinh anh kim cương thì trợ thủ sẽ khiến cho chúng ta ngại đúng không? Tuy nhiên càng lên cao đấy ạ, với cá nhân chém game đi trợ thủ nó càng thú vị hơn, đặc biệt là ở những mức rank 7x đổ xuống đấy ạ. Kiểu đồng đội mà dạng kiểu là gặp best mid, best xạ thủ hay là best rừng top gì đó đấy ạ thì kệ cho bọn nó đi đường bọn nó thích đi, mình đi trợ thủ. Xong là đánh trợ thủ dạng kiến tạo ok mà anh em, đôi khi người làm nên chiến thắng lại là vị trí trợ thủ đấy. Như Ibanez đi, nó vừa trâu lại nhiều hiệu ứng khống chế, ừ đi sát thương đấy ạ, không thể đong đầy như Malok, đột biến cao cũng không thể như là Grak. Thế nhưng Ibanez vẫn có sự khác biệt của mình, chỉ với những cái pha vố đẹp hoặc là ủn hay đấy ạ, hoặc đơn giản là chiêu cuối khép góc kẻ địch thôi là xong nhiệm vụ của mình rồi. Các bạn xem giải đi, xem khoa đi, xem han đi, ai là người gánh team ạ, đúng không? Thế mới thấy được rằng trợ thủ vô cùng quan trọng. Ừ thì đồng ý là Ibanez cover không hay, nhưng khi mà chúng ta cô lập được chủ lực kẻ địch hay là làm tiền đề để hạ chủ lực kẻ địch đi thì đó là một cách bảo kê rồi đúng không? Chẳng lẽ đánh đánh cao thủ hay là chiến tướng rồi, đặc biệt đi đơn mà cả ông chủ lực còn không thể tự lo cho bản thân mình một chút nào ư? Tốc biến đâu, cầu đâu, giữ vị trí đâu, đúng không? Nói vui thế thôi, nhưng Ibanez nha sẽ thực sự ngon khi chúng ta đi cùng với mid và xạ thủ tự lo được một chút. Kiểu một đó là pick Ibanez sau khi cảm thấy ok, hay là đồng đội từ pick tướng tự lo được. Chứ mình mà pick Ibanez sớm đúng không ạ, xong là thằng xạ thủ nó lại pick zone cuối thì tôi cũng ạ luôn. Anh em đánh trợ thủ mà thọt là không bao giờ được buông điện thoại đâu. Cầm Ibanez thọt anh em cần phải chú ý đầu game, đánh từ từ thôi anh em ạ, đừng vội lên cao khi chờ team hỗ trợ, vì đang thế thọt thế yếu mà anh em, đợi các đồng đội chúng ta mới đánh bật lại hoặc là băng trụ. Tầm giữa game đã nên check cẩn thận một tí, đừng đi ẩu anh em, một mình là dễ toang lắm đó, kể cả anh em ở chữ cuối, nên di chuyển chung với đồng đội mới thể dễ chơi và mở tranh được. Tầm cuối game nha, thọt quá đấy ạ, đánh thấp chờ địch thôi, sơ hở đấy ạ, combo không chế, đánh bật đánh ngay, tạo bất ngờ và lợi thế cho team, cố gắng bảo kê chủ lực thật tốt để tránh mất ngay một sao.
đó như bị tướng tủ chạm game. Còn tức tủ anh em gì? Bình luận chia sẻ đi. Bạn nghĩ sao về việc liên hệ cày thuê? Hãy comment ngay ý kiến dưới video nhé. Riêng TNG thì không khuyến khích, nhưng mà cơ bản là bạn bè của tôi nhiều cày thuê lắm, thành ra là tôi cũng không ghét.